Hôm nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố 600 doanh nghiệp đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2020 do người tiêu dùng bình chọn. Những doanh nghiệp đạt danh hiệu lần này đều là những doanh nghiệp đã xây dựng được văn hóa tiêu chuẩn chất lượng thương hiệu trong sản xuất kinh doanh. Đây là những điển hình về áp dụng thành công hệ thống quản lý, công cụ cải tiến sản xuất, hệ thống cung ứng, phân phối và phát triển thương hiệu. Ngoài ra, những doanh nghiệp này còn đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội. Trong số này, công ty Sao Việt Nam đã đón nhận danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2020 cho 4 thương hiệu sơn gỗ chất lượng cao, sơn gỗ cao cấp, sơn gỗ an toàn gốc nước và sơn kim loại.